Anh muốn biết sự thật. Ba tôi bị sát hại. Bình, anh có liên quan đến cái chết của ba tôi. Đi đâu vậy em? Ủa mình còn phương nữa cái thử thách này nữa. Ơi ghê thở quá. Thở quá. Rất là cảm ơn phần thử thách rất là đáng yêu vừa rồi. Vâng. Em đã tỉnh lại chưa? Em cảm thấy đây là phần thử thách áp lực chứ không có đáng yêu gì hết. Anh Thịnh đáng yêu rồi. À Loan đáng yêu. Hoàng Yến Chibi mà coi cảnh này Loan là áp lực lắm. Anh có quỹ đen hay không? Trời, câu này đơn giản. Câu này đơn giản ha. Đây là một câu hỏi cho những người đã có gia đình. Quá đơn giản. Để hỏi lấy kinh nghiệm luôn hay sao? Là có, mà đàn ông thì nên có quỹ đen ha. Thì lúc nào mà đàn ông ở tầm tuổi giống em phải là thanh niên nữa. Khi mà có công việc thì ra đường phải giao tiếp nên là ít nhất tôi mới phải có 5 triệu. Để mà mình tự tin ha. Với lại mà mình mà giao hết cho vợ á, lấy lại khó lắm. Vì chỉ cần mình xin 2 triệu thôi là mình phải trả lời gần như 2 triệu câu hỏi. Tức là liên tục mua cái gì, tại sao mua, ở nhà có rồi, anh có bị điên không? anh xài phí quá hay là gì, hoặc đi uống cà phê. Ủa, ở nhà không có cà phê mà sao uống thì phải ra quán. Tức rất là nhiều những câu hỏi, bởi vì trong đầu mấy cái bà vợ lúc nào cũng nghĩ chồng mình đi ra ngoài sẽ hư hỏng. Lúc nào cũng là vậy hết. Nhưng mà đàn ông phải có nha. Giao hết là coi như là thua luôn á. Sự hôm qua thì mình xem bộ phim này một cách ở góc độ khách quan. Ở trong buổi rầm bia thì mình thấy là diễn viên làm rất là tốt luôn. Mà nếu như có cái lỗi gì đó là lỗi nằm ở phía đạo diễn. Còn tất cả các bạn diễn viên đây đều diễn ra được cái nhân vật mà đạo diễn đã yêu cầu và mong muốn. Và họ đều làm tốt. Thậm chí bà xã mình về cũng khen, ồ, cái dàn diễn viên này diễn rất là tốt luôn. Em nghĩ nên để người lớn nhất chị. Dạ, chị thấy em cũng thương anh Thịnh lắm cơ. Thương anh mà. Về tin đồn thì cách đây khoảng một năm mấy thì thấy có báo rồi, cũng có nhiều người đồn là anh và Thúy ly dị. Ồ, anh cả hai chồng đều chơi hồn luôn. Có lẽ là do lúc mà người chia sẻ với nhau về cuộc sống hôn nhân á, thì những cái câu ở trong đó khiến cho truyền thông dịch cái tiếp là tụi anh nói là tụi anh có hụt hạc với nhau trong cái mối quan hệ chiến tranh lạnh với nhau, người ta đồn là ly dị. Rồi sau đó là cu Tết ra đời, là mọi người nói chính nhờ cu Tết cho nên đã hàn gắn lại được. Nó hoàn toàn nó không đúng sự thật như vậy. Thực ra cái vợ chồng nào nó cũng có những cái giai đoạn, nhất là những vợ chồng mà lâu năm, bắt đầu nó có giai đoạn một năm nó có cái chuyện một năm, sau 5 năm nó có chuyện của 5 năm, và sau 10 năm nó có chuyện của sau 10 năm. Cái mà hụt hạc nhau là bắt đầu hồi xưa anh đơn thuần là một nghệ sĩ sân khấu. Nhưng mà khi cái xu thế, cái thời đại mình phải chuyển sang, phải năng động mình chuyển sang cái phim truyền hình rồi lập công ty này nọ, thì anh không có hòa nhập kịp, cho nên không có hiểu thấu vợ mình. Cho nên mình cảm thấy vợ mình không hiểu mình. Vì đó là kêu mình làm những cái chuyện mà mình không có quen, không có này nọ kia. Nhưng mà sau này anh nghĩ là đúng, chính vì anh nghe lời vợ cho nên anh mới có một cuộc sống như ngày hôm nay. Vì đó anh đã trải qua cái giai đoạn đó rất là căng thẳng, bởi vì mình phải đúng gần như anh phải thay đổi cái tư duy, cái mindset mình lại hết mọi thứ. Và anh chịu khó anh đi học hỏi ngoài. Nếu mà như mọi người nhìn lại cái hành trình của Đức Thịnh thì thấy rất là rõ. Gần 15 năm ở sân khấu, 4 năm ở truyền hình, và sau đó là 5 năm ở điện ảnh. Thì điện ảnh là cái khoảng nó ngắn, do đó Đức Thịnh chỉ ở một cái giai đoạn đang học hỏi thôi. Mà chính những cái điều đó là từ vợ mình hết. Cho nếu không thì mình bây giờ vẫn là một cái người rất là bảo thủ. Rất là bảo thủ luôn. Tức là mình vùng vẫy trong một cái nơi mà mình đã làm là khẳng định được, mình đã khẳng định được rồi, mình không dám bước ra khỏi cái vỏ ốc đó. Cho nên lúc đó giai đoạn đó hai chồng rất là căng thẳng luôn. Bởi Thúy cũng phải thay đổi. Thúy từ một cô bé diễn viên rất là nhỏ nhẹ này nọ, bây giờ thành một cái bà chủ, thành một cái người quán xuyến một công việc. Chắc mình nói là ủa sao khác lạ quá. Nhưng mà mình không hiểu, một cái người đã làm việc một cái công việc lớn như vậy, cái khối lượng công việc lớn, chắc chắn là họ phải thay đổi. Họ không thể nào là một cái cô bé diễn viên mong manh như ngày xưa. Mình nhiều khi mình nhìn lại mình mới thấy thương.
Dạ. Cô ấy cũng đã phải hy sinh nhiều thứ. Dạ. Chứ cái lúc đó nếu mà cô Thúy tiếp tục con đường diễn viên nhiều khi thì nó rất là khác, nhưng mà cô ấy cũng vì cái sự nghiệp của chồng, vì một cái sự nghiệp gia đình cho nên đã phải thay đổi nhiều và phải kéo chồng đi theo. Như vậy thì hai chồng mới có một cuộc sống nó tương đối nó ổn định như ngày hôm nay. Vâng. Đây là có thể gọi là chứng minh của câu nói nghe lời vợ là trường sinh bất lão. Không phải em. Đúng không? Không phải nghe lời vợ trường sinh bất lão em. Đó là cái khác em. Khác câu gì? Nội vợ lên đầu là trường sinh bất lão. Thật ra những cái lời khen và cả những cái lời chê mình chỉ để nó trong đầu mình một ngày thôi. Dạ. Để sau ngày mai mình làm tiếp những dự án tiếp theo. Chứ mình mãi mê với lại cái lời khen hoặc là u buồn với lại cái lời chê mình không làm được. Tại vì em biết không, anh cam đoan 100% những cái người mà người ta comment khen hay chê mình, tối họ về họ ngủ họ chỉ nghĩ tới chuyện của họ thôi. Chính xác ạ. Họ có nghĩ chuyện của mình đâu mà tại sao mình lại thao một cái comment. Mình trằn trọc đau khổ cả tuần luôn. Đúng rồi. Anh nghe. Cái vụ đó là có nghe nhưng mà nó không đậm. Dạ, yeah, đậm. Cái này anh nghe là giới tính kìa. À, giới tính đúng không? Ủa? Mà em vụ giới tính kìa. Do đó lúc mà vô làm cái đặc nhiệm hốt sao á. À. Anh để ý là có đúng vậy không? Ủa? Anh cũng nhiều chuyện. Ủa, có cái vụ đó luôn hả? Em không biết có tin đồ đó luôn. Đó, không biết. Đó, giờ em giải thích đi. Thực ra là biết sao, tại vì em ở ngoài hơi có vẻ ngoài có thể là nhìn hơi mong manh một chút, nhưng mà bình thường á, đặc biệt là những bạn nữ mà quay chung, ví dụ như là Yến đi, gần đây nhất là Yến, thì Yến cũng hay chia sẻ là em hay mua trà sữa hay là trà đào, trà vải cho Yến uống. Thì tất cả những bạn nữ nào mà tham gia chung với em cảm giác như là mọi người rất là nhỏ. Giống như em tính thì em sẽ hơi đàn ông một chút thôi, cho nên là tự nhiên em có, tại vì em là chị ở trong nhà, em có hai đứa em trai nữa. À, ra thế. Dạ. Thế mà hiện trường là vậy không ấy. Giống như một cái người bảo bọc vậy. Cho nên là em rất là che chở hay là kiểu hay là không phải đúng không? Dạ, thật sự là không phải, em thẳng băng. Em thẳng gái chính trên nha mọi người. Em thẳng băng chị đảm đang trong nhà nha. Đây, mà. Đây em sẽ có một cái tin đồn gì mà em nghĩ là tất cả các anh Thịnh hay anh Phúc cũng đều sẽ có luôn. Đó là cái tin đồn về giới tính. À, à đúng rồi. Chắc chắn không bao giờ tránh khỏi khi một người làm nghệ thuật thì sẽ không bao giờ không vướng vô cái tin đồn là giới tính. Không, chị nghĩ là cái tin đồn là chắc không phải em thôi. Chị thử coi anh Thịnh mà còn bị đồn thì em sao không bị đồn được? Hồi xưa anh bị đồn với Cao Minh Đạt. hai thằng bạn thân quá đó. Học 3 năm trung cấp xong rồi đi học trường thực là chở nhau bằng xe đạp, mà đèo nhau nửa đường cái thằng này leo xuống cho thằng kia chở này nọ kia, mà có một đôi dép nhiều khi lại mang hai thằng mang luôn, cho nên trong trường nó trời ơi, mà cái trường nghệ thuật mày biết rồi, cái vụ đó là đồn liền, mà tới bây giờ người ta cũng nhắc lại thân quá luôn. Và anh học được cái việc tiền kỳ hậu kỳ của ảnh rất là cẩn thận. Dạ. Và mình may mắn mình học được của cái người xuất thân từ điện ảnh, và mình bây giờ mình cái kiến thức mình về điện ảnh nó dày hơn rất là nhiều. Và tuyệt vời. Các bạn đây may mắn chỗ là thì anh cũng là diễn viên, cho nên lúc mà các bạn diễn mà các bạn gặp vấn đề đó, là anh sẽ tìm cho bằng được cái lý do tại sao không diễn được. Và anh tìm tận cùng, tại vì diễn viên khi mà họ không diễn được á là họ có vấn đề, phải chắc là có lý do nó sao nó diễn mấy test không được. Cái anh ra anh hỏi là vì cái này bị cái kia, lúc nào cũng được. Hay quá. Quá là tuyệt vời luôn ạ. Bây giờ có một cách nữa là hãy diễn theo cái mình nghĩ. Cho anh một cái version khác, một cái option khác. Đó là cái cơ hội để cho diễn viên tự thả cái suy nghĩ mình vô trong cái cách đó. Đúng sai không quan trọng. Ủa, nghĩ gì diễn cái đó đi. Còn hồi nãy là đạo diễn rồi. Em luôn á, em luôn anh Tịnh. Muốn làm gì làm. Tại vì cũng làm nhiều option lên, cứ làm đi. Đúng rồi. Cái remake á, theo anh đó là cái phao mà cứu cảnh thôi. Cái một cái nền điện ảnh mạnh thật sự nó phải được dựa trên cái sức mạnh thật sự của chính cái nền điện ảnh đó. Nhưng mà trong cái giai đoạn mà chúng ta làm phim rất nhiều nhưng mà lại khan hiếm kịch bản tốt, kịch bản chuẩn hay, tức là mình chưa có bắt nhịp kịp đối với thế giới về mặt kịch bản. Dạ. Mình có thể kỹ thuật này kỹ thuật kia, mình có thể làm màu đẹp như họ, mình có thể làm sao hay như họ, nhưng mà về kịch bản mình chưa theo kịp. Thì một số người chọn cái phương án là remake thì đó cũng tốt thôi, nhưng mà mình nghĩ là đó là cái phao trong một cái giai đoạn nhất định thôi. Thật ra là remake nó cũng rủi ro chứ đâu phải là cứ người ta làm thắng mình thắng. Có rất nhiều phim remake đã thua mà đã không được nhắc tới, nhưng vì khi remake thắng người ta mới nhắc tới nhiều, mà người ta nói ồ remake lúc nào cũng hay, lúc nào cũng chắc ăn. Không có, làm gì có chuyện chắc ăn. Mình diễn
những bộ phim gì mắc cũng đâu có chắc ăn, lúc nào người ta cũng đem ra mình soi này nọ kia, và áp lực rất là lớn, thật sự không có đơn giản. So sánh nhiều. Như người nói là đóng một cái phim remake thì đơn giản, mình cứ đồ lại, làm gì có chuyện đó. Cái linh hồn của mình trong cái nhân vật làm sao mình đồ được. Mà cũng không nên đồ được, mình cứ cảm như thế nào mình diễn theo mình thôi là tốt nhất. Nhưng mà remake nó là của Khánh, anh nghĩ rằng sau cái năm sau sẽ có những cái bùng nổ về phim chuyển thể từ âm nhạc một ca khúc nào đó, từ một bức tranh nào đó, từ một cái tiểu thuyết nào đó. Giống như bây giờ đã có phim Trịnh Công Sơn, không, đã có Trạng Tí, rồi mai mốt sẽ có Số Đỏ, rồi có anh đang ấp ủ phim Thằng Bòm. Ở đó những cái phim mà dòng dân gian nó trở lại thì mình kho tàng rất là nhiều. Khi mà mình có đủ kỹ thuật viết rồi á thì mình có nhiều chất liệu. Còn bây giờ thì giai đoạn này thì có thể là remake.